chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Mong các bạn nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để cập nhật những thông tin bổ ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Trong video hôm nay mình chia sẻ vì sao nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân lại cúi đầu xin lỗi khán giả ha các bạn. Vì trước đây mọi người cũng đã biết rồi, danh nhân Nguyễn Phương Hằng đã bắt đầu khui ra vạch trần sự thật ông Võ Hoàng Yên, thì sau đó liên quan tới một số nghệ sĩ có tên tuổi như là chị Hồng Vân, anh Hoài Linh và anh Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác các bạn, bắt đầu những cái câu chuyện mà đi làm từ thiện của anh Hoài Linh, rồi những nghệ sĩ khác chia sẻ những cái cách mà phản ứng của họ, rồi về việc chủ đề là thì khán giả có nuôi nghệ sĩ hay không. Nói chung khi mà chị Phương Hằng bắt đầu chia sẻ thì mọi người mới thấy là trong đó có những cái sai sót ha các bạn. Còn nếu như để chìm vào trong dĩ vãng thì chắc có lẽ là không có ai khui các bạn ơi. Nhận được sự quan tâm của khán giả, danh nhân Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ ha các bạn. Đề tài này bắt đầu bùng nổ khi danh nhân Nguyễn Phương Hằng chia sẻ trên livestream của mình. Chị có chia sẻ như sau: cứ nhìn thấy hình ảnh ca sĩ, nghệ sĩ là thấy được 50% niềm tin rồi. Mình nghĩ họ sử dụng sản phẩm đó rồi, nhưng không phải đâu. Đằng sau thương hiệu nổi tiếng, đằng sau con người tự cho là cao quý lắm, thối nát như thế nào. Đây là một trong những cái bài học đau thương khi chúng ta nhìn vào thần tượng một ai đó, hay là chúng ta có thể là trao niềm tin cho họ. Đó là những cái chia sẻ của danh nhân Nguyễn Phương Hằng trong livestream của mình. Thì bắt đầu mấy là lộ ra những cái thông tin khác nữa. Đầu tiên là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lại lùm xùm cái vụ 13 tỷ đồng mà trong tài khoản kéo dài hơn 6 tháng chưa làm từ thiện ở miền Trung đó các bạn. Thực sự như doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nói là làm người tốt không phải dễ các bạn ơi. Đôi khi nói ra sự thật thì mất lòng, và nhiều lượng fan hâm mộ những người nổi tiếng đó thì đôi khi họ phản ứng lại. Và một số người cho đến ngày hôm nay thì mới biết sự thật, và nhiều người nghệ sĩ, trong đó là có nghệ sĩ Hồng Vân lại cúi đầu xin lỗi khán giả. Hồng Vân chính thức lên tiếng là bị khán giả gọi tên trong suốt thời gian qua. Nữ nghệ sĩ cúi đầu nhận lỗi khán giả vì thời gian qua quảng cáo sản phẩm quá sự thật, khiến nhiều người tiêu dùng vô cùng hoang mang. Những ngày vừa qua, khán giả và những người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với một số sản phẩm mà Hồng Vân quảng cáo. Hồng Vân chia sẻ là trước hết Vân xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá trình xác minh thông tin với đối tác, nhãn hàng. Trước khi nhận quảng cáo, Vân có xem xét giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Cục Y tế. Tuy nhiên, trong cái đoạn phim quảng cáo lại làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến khán giả cảm thấy là vô cùng bức xúc. Thì các bạn biết là bây giờ nhiều ca sĩ, nhiều người rất là nổi tiếng để là quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên trong đó thì nhiều người tiêu dùng họ không có đồng tình vì quảng cáo nó quá lố rồi các bạn. Ở đây nghệ sĩ Hồng Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì có nhiều thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mà mình đang làm quảng cáo. Là một nghệ sĩ, Vân vô cùng hối tiếc khi không có ý thức được hết trách nhiệm của mình. Vân xin lỗi vì đã làm việc thiếu thận trọng. Đó là sự chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Qua việc này thì nghệ sĩ cũng cho hay rằng cô xem đây là bài học đắt giá cho bản thân mình. Nữ nghệ sĩ hứa sẽ rút kinh nghiệm cẩn thận hơn, và với những phát ngôn của mình luôn tự cố gắng nhiều hơn để trở thành một nghệ sĩ hoàn thiện cả về năng lực và đạo đức làm. Trước đó thì trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân cùng một số nghệ sĩ khác như là nghệ sĩ ưu tú Vân Dung, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng, Kim Xuyến, Thanh Hương, Khánh Linh quảng bá cho sản phẩm viên sủi. Họ khẳng định sau khi sử dụng viên sủi có tác dụng thần kỳ, khối u trong cơ thể họ nhỏ đi, bệnh tình thuyên giảm, làm tiêu tan toàn bộ u sơ tử cung mà không cần phẫu thuật, triệt tiêu tất cả loại u sơ, u nang tận gốc, sạch u sơ tử cung, u tuyến tỵ, u nang, u vú nhanh gấp 50 lần không mổ. Đây là lời khẳng định của các nghệ sĩ nổi tiếng về công dụng của viên sủi. Tuy nhiên qua sự xác minh thì nội dung quảng cáo của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có số là 2475/2020. Ngày 10 tháng 8 năm 2020, sản phẩm này chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có công dụng hỗ trợ hạn chế sự phát triển của u sơ tử cung,
u xơ vú lành tính của phụ nữ và u xơ tuyến tiền liệt ở nam giới. Trên thực tế, công dụng mà nghệ sĩ trên đã nói trong video quảng cáo hoàn toàn không có trong nội dung được cấp phép quảng cáo. Sau sự việc các nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và những cái sản phẩm tương tự trên các phương tiện để đảm bảo nội dung phải trung thực, chính xác, rõ ràng. Bởi chính điều này cho nên là nhiều người khán giả, nhiều người khách hàng người ta không tin tưởng thực sự các bạn ơi. Đôi khi người ta xem quảng cáo thôi, những lời nhận xét của khán giả nha. Nói trời ơi, xem quảng cáo gì đó không có đâu. Nói gì nói vậy thôi chứ không có tác dụng gì đâu. Cho nên cái sự tin tưởng của khán giả đó làm cho cái sản phẩm của họ là kém đi ha các bạn. Vì quảng cáo quá lố đi, coi như là giới thiệu một sản phẩm mà là gấp 50 lần và không cần phẫu thuật. Như vậy thì ảnh hưởng tới là cái việc mà trị bệnh vượt quá cái tầm kiểm soát của bản thân mình khi mà mình chia sẻ cái nội dung quảng cáo như vậy. Cho nên là khán giả vô cùng bức xúc. Thì trước đó các bạn cũng biết là MC Quyền Linh là một trong những người mà diễn viên gạo cội đó các bạn, quảng cáo cho nhiều sản phẩm. Tuy nhiên anh cũng mắc phải một cái lỗi về sản phẩm ha các bạn. Và sau đó là anh lên tiếng xin lỗi, nhận sai về, nhận quảng cáo một thực phẩm chức năng không có công dụng vượt trội gấp 70 lần, nhưng trên thực tế không có hiệu quả đến mức như vậy. Như vậy cái sản phẩm của chị Hồng Dân là giới thiệu là vượt trội gấp 50 lần, còn cái sản phẩm của anh Quyền Linh thì vượt trội gấp 70 lần, nhưng mà thực tế cái điều đó nó không có đạt tới mức như vậy. Cho nên là trong livestream của chị Phương Hằng cũng có lời khen ngợi anh Quyền Linh là một người của công chúng, biết mình sai là mình có thể lên là xin lỗi ngay, không cần người khác phải nhắc nhở. Đây là một cái câu chuyện thực tế mà những người đã làm đại diện cho nhãn hàng, khi người ta thấy sai là người ta sẵn sàng nhận lỗi ngay và nhận lỗi với tất cả khách hàng, nhận lỗi với khán giả. Đó là một điều làm hết sức là tốt. Đôi khi mình cảm thấy sai rồi thì mình tự động mình hiểu được và mình nhận lỗi khán giả thì mọi người cũng bỏ qua những cái sai sót của mình ha các bạn. Quyền Linh là một trong những người thừa nhận đầu tiên và anh chưa bao giờ quảng cáo những cái sản phẩm mà không có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên anh đã nhầm thông tin về công dụng sản phẩm sau khi sử dụng. Anh hy vọng khán giả sẽ hiểu cho anh không phải là người vì tiền mà quảng cáo bất chấp như vậy. Đó là lời chia sẻ của anh Quyền Linh ha các bạn. Nói tôi quảng cáo bất chấp thì thật oan uổng. Tôi đã làm rất nhiều chương trình từ thiện ở bệnh viện phục vụ người nghèo, hiểu được nỗi khổ của những người bệnh nhân. Vì thế tôi rất tiếc chế khi nhận lời quảng cáo sản phẩm. Như vậy thì có những cái lời mà anh nói quá trong cái đoạn video của mình, cho nên là anh đứng ra xin lỗi khán giả. Từ khi mà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lên sóng livestream đó các bạn, thì tất cả những gì mà trên thực tế tất cả nghệ sĩ đều cảm thấy cái điều đó mình nên nhìn nhận lại trong cái quãng đường mình đi, coi có cái điểm nào sai sót hay không thì tự bản thân mình đứng lên để xin lỗi cộng đồng, xin lỗi khán giả thôi. Một số người khác cũng vậy, đôi khi phát ngôn bừa bãi đó các bạn, thì sau đó cũng lùm xùm cái câu nói của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng mà làm cho cộng đồng mạng và tất cả anh em nghệ sĩ và những người mà như chúng tôi cũng vậy, cũng quan tâm tới câu nói của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Đó là khán giả nuôi nghệ sĩ. Đó, thì từ cái câu nói đó thì rất là nhiều người, có những người đồng tình, ủng hộ và có những người thì nhìn nhận sự thật là khán giả có nuôi. Và có những anh em thì đã công nhận khán giả có nuôi nghệ sĩ qua nhiều hình thức gián tiếp hay các bạn về tinh thần động viên, vân vân. Nói chung là nhiều anh em nghệ sĩ đã chia sẻ phân tích. Tuy nhiên thì có những người lại phản lại những cái lời nói đó. Thật sự là cái điều đó mà khán giả có nuôi nghệ sĩ hay không thì cái câu chuyện mà được trong thời gian qua nhiều người bàn tán, trong đó có nghệ sĩ hài Duy Phương ha các bạn. Thì sau đây xin mời tất cả quý vị khán giả cùng nhau lắng nghe nghệ sĩ Duy Phương trải lòng của mình với chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và vì một cái câu nói là khán giả có nuôi nghệ sĩ hay không. Xin mời tất cả quý vị khán giả xem qua cái đoạn video mà nghệ sĩ hài Duy Phương trải lòng với tất cả quý vị khán giả và cộng đồng mạng. Danh hài vừa rồi chú Duy Phương cũng có liên hệ với tôi để mà muốn chia sẻ cái quan điểm. Tôi bị là tôi từ chối. Bởi vì thực sự ra tôi đã được cái cuộc chơi này, tôi hiểu được chơi
đói là tôi không đón nhận ý kiến hay là không đón nhận tấm lòng của các anh chị nghệ sĩ lớn. Trước tiên xin được nói với bạn là mất cái gì? Mất hết tất cả những niềm tin yêu của lãnh đạo, của những người đã phong tặng cho mình những danh hiệu tuyệt vời trong ngày này, và những điều mà những lãnh đạo đã sáng suốt và nhận định được nghệ sĩ đó tài ba hay không. Dĩ nhiên các bạn có tài, các bạn hay thì các bạn mới được danh hiệu, chứ không đương nhiên mà tự nhiên thành danh hiệu được. Vậy là các bạn, cuộc đời các bạn may mắn và vô cùng có phước hơn tôi rồi. Trời ơi, tôi cũng cống hiến gần chết luôn cả đời tôi có được danh hiệu gì đâu các bạn. Chỉ chẳng qua là mình sơ suất trong đời, mình có những cái lỗi lầm nhỏ thôi, thì mình sẽ thấy không bao giờ mình được gì hết. Đó là tôi nói về tôi nha, tôi không nói ai hết. Nhưng mà cuộc đời này ngộ lắm các bạn ơi. Có nhiều khi người ta có lỗi lầm, người ta có gì đó, nhưng mà người ta có băng, có cánh, có nhóm, có nhưng mà đằng sau có hỗ trợ thì người ta vẫn vượt qua hết. Và người ta cũng thành người tốt như thường. Nhớ ở đây mình khó các bạn, mình đơn thân độc mã thì mình sẽ bị dập dùi, vậy thôi. Tôi muốn nói với các bạn là được gì và mất gì. Mất lớn rồi các bạn. Bây giờ các bạn thấy không? Tôi bình thường tôi cũng là nghệ sĩ, thấy không? Mà tôi bị loại ra dòng chiến của nghệ sĩ này từ thập niên lâu lắm rồi. Nó nói là tôi bỏ nghề, tôi cũng đã không phải các bạn. Trời, làm nghề này sao bỏ, 90 tuổi vẫn còn muốn hát các bạn. Đó, các bạn thấy văn chung không? 90 tuổi vẫn còn sức và vẫn còn hát được. Cái nghề nó như vậy, khi nào bạn còn cống hiến được thì bạn cứ làm thôi. Nó là vậy. Tôi bị loại khỏi dòng chuyến này, mà không ai loại. Nhiều khi chính bản thân gia đình mình đã loại mình. Các bạn hiểu tôi nói gì đó không? Tôi mở miệng ra con nói thôi ba khỏi nói. Mở miệng ra thôi ba khỏi nói. Trời ơi, nó bóp họng tôi luôn các bạn ơi. Nó không cho tôi nói gì hết. Nó sợ, thôi ba nói ra con làm nghề con ảnh hưởng con. Ủa, ba làm gì xấu đâu mà ảnh hưởng con. Ba nói điều đúng đắn thì cho ba nói chứ. Không, không, đừng được nói. Tôi mới nói với các bạn là cái giới Soviet á, Xô gì đó, Soviet là nghệ sĩ đó, nói vậy đi, Soviet, Xô gì à, giới nghệ sĩ á quyền lực lắm các bạn, và nó lôi cuốn đó, lôi cuốn đó, gia đình mình cũng bị hững hờ luôn các bạn. Nhiều khi con mình nó quên mình luôn, chứ không phải là giỡn chơi nha các bạn, tôi nói thiệt á. À, tôi muốn nói cái giới Soviet nó là giới nghệ sĩ đó, nó là cái quyền lực sau lưng dữ dội đó các bạn. Cái ánh hào quang nó làm cho mình mất tiêu luôn. Nó đơn giản là các bạn. Cho nên tôi muốn nói các bạn là cuộc đời này buồn lắm, cay đắng lắm các bạn. Vẫn âm thầm sống lũ thủi, vẫn âm thầm sống lũ thủi các bạn ơi. Nợ nần gì thiếu cũng chưa trả. Nói ra thì con nói trời, ba nói thì người ta đi kiếm mà tao đòi nợ, tôi sẽ giết ba chết. Ủa chết thôi chứ giờ sao giờ, không có tiền thì thiếu từ từ trả. Tôi nói với con tôi như vậy. Chứ làm gì giết ba. Ba đâu có cờ bạc, ba đâu hút sách đâu. Cái này ba làm ăn thua lỗ thì ba thiếu. Thì khi nào ba có điều kiện hoặc tụi con làm có tiền cho ba trả lại. Mà có chính bản thân con gái đã cho ba ít ba trả rồi, đúng không? Bây giờ từ từ còn thiếu nữa thì ba trả nữa. Đó, bây giờ thưa các bạn. Mà các bạn thấy không, nó quên mình luôn. Nó chỉ biết bố thí cho mình, nó cho mình vậy thôi. Còn bao nhiêu đó là ba không được nói gì hết. Ba được ba cứ sống lụi thủi vậy thôi. Buồn như các bạn. Tôi cũng là nghệ sĩ, trời. Các bạn ơi, thập niên 80, 90 của tôi là cũng nổi tiếng đó các bạn ha. Không phải vừa các bạn. Tôi bước tới chỗ hát cũng là chen lấn, xô đẩy, đè lên nhau dữ lắm các bạn. Rồi nó cũng sẽ qua thôi các bạn. Để lại cho mình cái gì? Để là nỗi buồn. Tại sao ta có mình có? Do mình không suy đoán được mai sau cuộc sống mình sẽ như thế nào, mình về già sẽ như thế nào. Tôi không đoán được điều đó mà. Cho nên có nhiều ăn xài bung hết rồi, đến khi là không làm được nữa, khổ các bạn ạ. À, khổ. Các bạn thấy nghệ sĩ mà đâu có ai nói trước được đâu. Cái kiếp tầm nhã tơ nó là như thế các bạn. Mà tôi cũng kiểm nhận được là rất nhiều nghệ sĩ tài năng giàu lắm các bạn ơi, rồi cuối cùng ngã xuống chết cũng chẳng có gì hết. Hay là cái cuộc đời này tạo ra cái người nghệ sĩ là chỉ kiếp tầm nhã tơ thế thôi, chứ còn không có bao giờ giàu được nước trứng đâu các bạn. Giàu như bà Hằng không có chuyện đó đâu. Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Bà Hằng bà giàu là phải rồi. Bà làm ăn, bà kinh doanh, bà tính toán, bà như thế thì bà giàu đúng rồi. Các bạn em,
cuộc đời này khó lắm các bạn. Là người, nói như bà Hằng nói, là người tử tế rất là khó, là người tốt rất khó. Tạo ra được cái tên tuổi rồi giữ cho tên tuổi mình nữa là càng khó hơn nữa. Tôi muốn nói rằng sau sự việc ồn ào này, mình ngồi lại ngẫm nghĩ lại và nhận thức được được cái gì trong giới này và mất cái gì trong giới nghệ sĩ này. Tôi có nghệ sĩ các bạn, mặc dù tên tuổi tôi không lớn hơn đàn anh đàn chị đâu, nhưng ít nhiều gì mấy chục năm trong nghề cũng rút ra được ít nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình và cho cuộc sống mình. Cái được gì là mất gì, trước nhất tôi nói cái mất này. Mất cái gì các bạn thấy không? Mất cái tình thương của khán giả, mất cái tình thương mà người ta nói với nghệ sĩ, người ta thương mình bao la luôn các bạn ơi. Tại vì các bạn bây giờ có thể các bạn lớn lên rồi các bạn có trường, rồi các bạn ra làm nghệ sĩ rồi các bạn chưa thấy quá trình gian khổ. Tôi kể cho các bạn nghe bản thân tôi, tại sao tôi nói là khán giả thương mình tuyệt vời và nuôi mình và dưỡng nuôi mình yên tâm như thế là bởi vì sao? Tôi nói bản thân tôi thôi các bạn. Tôi làm cái phim thập niên năm 1983, cái phim mang tên là Tỷ Phú Không Tiền. Tôi đi xuống Bình Dương quay thì kiếm nhà không có, vô năn nỉ cái nhà đó, người ta cho mình quay trong nhà đó, làm cái bối cảnh đó. Rồi các bạn biết gia đình con cái người ta đi lều bèo ngoài đường, ăn ngủ ngoài đường một tuần lễ như thế. Các bạn nghĩ đi, trời ơi, người ta không thương mình, người ta không nuôi mình, người ta không yêu mình thì không bao giờ có chuyện đó đâu các bạn. Không có nơi có được đâu. Đó, tôi kể cho các bạn nghe để các bạn thấy rằng người ta có dưỡng nuôi mình, có thương yêu mình không? Có các bạn, có bao la luôn các bạn. Chưa kể khi tôi chưa có tên tuổi gì, tôi đi hát, tôi ngủ quầy lần trước cửa nhà người ta đó. Vợ người ta, vợ chồng người ta kêu tôi vô, nó thôi anh vô đi ngủ đi nhường chăn cho phòng. Rồi vợ chồng ta ra ngoài phụ dáng ngủ. Các bạn có thấy điều đó không? Ta thương mình ta mới vậy chứ. Trời ơi, không thương mình, không lo cho mình, không yêu mình, không đùm bạch mình, đặt được có chuyện mà mình được tới nghệ sĩ lớn mà có yêu thương như vậy các bạn. Có đâu. Chưa kể đêm từng đêm mình nói anh ơi chị ơi em đói quá, nấu mì cho mình ăn các bạn. Đi mua cái này mua kia cho mình ăn các bạn. Trời ơi, cái đó là cái dưỡng nuôi mình, nó thương mình rồi còn gì nữa mà mình đi mổ xẻ mình nói là ai đun ai, thôi các bạn tào lao dẹp đó đi. Đừng có nói cái đó nữa nha. Các bạn cứ nói là được gì mất gì trong hiện tại này, sau vụ ồn ào này, cái đó mới là quan trọng. Chứ không có nghĩa là cái gì lu bu. Các bạn lu bu, nghệ sĩ thì nó bao la nó các bạn. Mấy ngàn nghệ sĩ không ai giống ai được đâu. Khó. Có những người ta không nói, không phải tao không hiểu biết, tao biết đó. Nhưng mà tao không nói, tao muốn là thôi nói ra rồi tiếng được tiếng không. Có người thương mình thì ok, có người không thương mình họ chửi mình. Rồi cũng có người thương mình nhưng cũng làm điều ngược lại, nói không thương mình để cho dễ chơi. Các bạn thấy không? Khó. Mà tôi thì nói thẳng cho bạn, tôi về công nghệ này mới thời đại 4.0, 5.0 thì tôi không có rành các bạn. Mà nói là chửi banh xác hay là ném đá, bạn ơi tôi không biết cái đó là gì. Tôi không có biết. Các bạn biết không? Khi mà khi sự cố xảy cho tôi vào thập niên 90, 2019, 18, 17, 18 gì đó, thì các bạn thấy sự cố xảy ra cho tôi nữa thì cũng do những chương trình nó làm hại tổn thương tôi nữa. Các bạn thấy không? Tự nhiên tôi làm tổn thương tôi nha, rồi lôi tôi ra nói tôi đánh này đánh đập làm từ lưa hết trời. Ủa, từ trên trời rơi xuống nữa các bạn. Rồi buôn bán cũng không có người nào đến ăn nữa, là cũng không có người nào uống chai bia nữa. Trời ơi, khó khăn dập dồi nữa rồi. Khó khăn nữa rồi các bạn. Mà cũng không biết luôn. Rồi con qua hỏi ba, hôm nay có bán được không? Không có con. Không bán được chai bia. Nó thấy nó hiểu được, nó hiểu thông tin trên mạng như thế nào. Nó bèn đưa cái 1 triệu thôi, ba có 1 triệu để rồi xây sở. Trời ơi, cái quán về con đưa 1 triệu làm gì con? Rồi cũng nhận lấy của con rồi. Cũng không hiểu nữa. Rồi sau đó mới lòi ra mình biết được là ủa trên mạng người ta chửi mình, người ta nói mình. Quý vị ơi đừng có trách bà Hằng, quý vị ơi, các bạn ơi, các bạn trách bà Hằng nói này chứ nọ. Trời ơi, tôi có 10 người nói thôi là tôi ngủ không được rồi, 2 đêm rồi. Các bạn, tôi xách nguyên canh xăng tôi rồi ra tự giận ngoài nhà hát thành phố hoặc là ở ngay ủy ban thành phố. Các bạn hỏi gia đình tôi phải, tôi khóc quá trời. Rồi cũng trời thương, cũng có bạn bè, cũng có luật sư, cũng có những người thương tôi.
nói rằng anh bình tĩnh, việc gì còn đó mình nói như thế nào. Đất nước này có luật pháp thì để anh nói bằng luật pháp để nó có tính, chứ anh đừng có làm cái việc đó manh động nha. Ngồi bình tĩnh lại thấy cũng có lý, rồi mới làm đơn thưa, rồi luật sư cũng làm, không có lấy đồng nào luôn các bạn. Ở cuộc đời mình nó ngộ lắm, người ta thương vậy đó, cũng không lấy đồng nào. Rồi cuối cùng các anh đó, các chị đó, chương trình đó có phải bồi thường không? Bồi thường, nói điều không đúng đắn, mà cái đó là cái tất cách nhất. Các bạn, quay lại cách làm ăn hiện tại của những chương trình đó, các bạn ơi, tôi muốn nói ra điều tốt thôi, tôi cũng chẳng cần các bạn mời tôi vô đó đâu. Trời ơi, cuộc đời sáu mấy tuổi, chết nhát cũng được các bạn, đừng nói đi lên nó hát sướng mẹ gì không cần đâu. Nhưng muốn nói làm cái gì cho đúng đắn, để còn để lại đời này tiếng nghệ sĩ cho nó đẹp. Tôi nói vậy thôi các bạn. Ha, các bạn thấy có những khán giả thương mình như thế nào, bây giờ mất rồi. Mất chứ các bạn, có những sau sự cố tôi, khán giả đến nhà tìm tôi, ôm tôi. Trời, nói anh ơi, anh thương anh lắm. Rồi dí tiền vô tay tôi, cho 50 triệu, 30 triệu, 100 triệu. Anh cầm đi, anh cầm đi anh. Anh không, anh không cầm đâu. Cầm đi xây sở đi anh. Trời ơi, thầy sao có những khán giả thương tôi như vậy trời. Ngủ không được đó bạn, ngủ không được. Ngủ không được đó bạn ơi. Đó, tôi muốn nói với các bạn nè. Người ta thương mình thì không là ở chỗ đó đó các bạn. Khán giả có thương mình thì không là chỗ đó đó các bạn. Rồi các bạn thấy không? Rồi giờ tôi muốn nói với các bạn rằng cuộc đời thì có những cái như vậy các bạn. Rồi lại phải bôn ba làm lại nữa, từ bước gây dựng lại nữa. Khách có lại uống bia hay không nữa. Từ từ, rồi cuối cùng mình mất dần. Rồi tối nổi về đâu, về Bình Chánh. Rồi bây giờ cũng buôn bán bình thường nữa. Vợ buôn bán bình thường kiếm cơm qua ngày. Đùng một cái chuyện này xảy ra nữa. Lúc trước thì buôn bán ở đây được các bạn, ở Bình Chánh này. Khán giả của thương yêu đến với mình, nghe tin mình về đây bán đi, người ta đến với mình. Đùng một cái có chuyện này xảy ra, lại vắng vẻ nữa các bạn. Trời ơi, của tái hương tới nữa rồi các bạn ơi. Bánh bèo 5.000 chén nha, ngày bán cũng kiếm vài trăm ngàn tiền lời. Rồi bây giờ cũng vắng queo, không ai tới nữa. Ủa, người ta không thương nghệ sĩ nữa rồi các bạn ơi. Có không các bạn? Ủa, ai làm nấy chịu chứ sao không trả địa phương chứ đâu có làm gì đâu. Trả buôn bán cho giấc giả như vậy tự nhiên rồi cũng ai đến ủng hộ nữa. Trời ơi, sống sao đây trời. Tôi nói là các bạn hiểu được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của người sĩ hết tất cả các bạn. Ít nhiều gì tôi nói đây cũng có tiếng nói của anh em trong đó một phần nào các bạn. Đang đồng cảm với tôi, đồng quan niệm với tôi. Thật ra mà nói đó các bạn, nghệ sĩ để lại tấm lòng trong lòng mọi người khó lắm các bạn. Đừng nghĩ là mình là nghệ sĩ là ông gì, không có ông gì đâu. Nghệ sĩ cũng là người dân bình thường thôi. Các bạn ơi, có những nghệ sĩ cái thời của họ, và họ cho rằng bây giờ là đương thời, và bây giờ là hot nha. Cho nên hãy bước lại bàn, hãy bước lên chỗ đông người, ta là nghệ sĩ, đi ăn trên ngồi trước, ngồi trên đầu trên cổ và cho là hiểu biết. Xin lỗi các bạn, không có đâu các bạn. Nghệ sĩ từ thập niên, từ hồi Tạo Thiên tới giờ vẫn là nghệ sĩ hai tiếng đơn thuần thôi các bạn. Mà tôi nói xin lỗi các bạn, mình so ra cũng không bằng đại học, cũng bằng thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ đâu các bạn. Mình dưới họ thôi. Bởi vì sao? Người ta miệt mài đi học vấn 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi người ta mới tốt nghiệp. Còn mình có được đó đâu bạn. Không có, mình chỉ có tài năng hát hay, duyên dáng đủ thứ trò để làm ta cảm tình hơn, rồi mình thành nghệ sĩ. Chứ sự thật ra nói về trình độ, xin lỗi xét lại à, trình độ mình không hơn họ đâu. Thì mình không có là ông gì cao sang được như qua họ hết. Bạn nghe tin tôi đi, tôi nói rất là chính xác á bạn. Tôi cố gắng nói để không đụng chạm đến ai và không bích lòng ai hết. Nói cho bản thân mình và nói cho sự việc hiện tại của cuộc sống mình thế thôi. Bây giờ tôi buôn bán rồi, không có ai ăn nữa các bạn. Cái tình cảm người ta vơi đi liền. Không phải ông Duy Phương làm đâu, nhưng mà vơi đi liền. Vơi đi khi nói tiếng nghệ sĩ.
Có nghệ sĩ Duy Phương có quán đây nè, hôm trước đông lắm các bạn, ban ngày 500-600 bánh đó, bây giờ 100 bánh không có nữa các bạn. Các bạn thấy không, một cái đau đớn thêm nữa, nói ra để các bạn thương. Không chừng sao cái vụ này nói ra các bạn quay lại ủng hộ tôi để tôi có tiền tôi sống đây các bạn. Có tiền đóng tiền nhà chứ, lỡ nói là con nó buồn nó không cho tiền đóng tiền nhà nó không biết sống sao nữa. Các bạn nhớ nha, lỡ mà nó con nó không cho tiền đóng á, các bạn cho tôi mỗi người 100 ngàn nha, để đóng tiền nhà tôi ở các bạn. Bây giờ thôi, tôi hứa với các bạn là tôi làm hết cuộc đời này, miệt mài tôi làm hoài vậy thôi bạn, để giữ hình ảnh mình đẹp cho đến ngày tôi chết. Tôi nói với các bạn vậy, tôi không làm điều gì xấu hổ đó các bạn, không có xin, không có ai cho xin. Mà các bạn ơi, bạn bè nó cũng cho tôi nhiều lắm các bạn. Nhiều khi kêu anh Phương đâu rồi, anh đang ở nhà, lên đây em cho em gửi mấy chữ xài. Các bạn thấy tình cảm như thế rồi, nói cho thật, nói cho đúng. Được chưa, kể các bạn giang hồ tứ chiến cũng vậy. Anh ơi, anh ở đâu nha, anh ở nhà. Qua đây đi, qua quận 2 chơi đi, em gửi 2 chữ xài. Có không các bạn, có. Các bạn hỏi coi giang hồ quận 2 có không, có đó các bạn. Thương chứ, thương nghệ sĩ chứ. Giờ mất rồi các bạn. Đó các bạn thấy không? Có nhiều khi nghệ sĩ ở nhà không biết là mình sao vụ việc ồn ào này mình mất gì được gì, nói câu gì đáng nhất. Không có đâu, mất các bạn. Tôi buôn bán mất nè, mất khách nè, các bạn có buôn bán cho tôi không đâu mà biết. Không ai lợi hết. Ngồi chờ bán họ bánh bèo mòn mắt. Mà hôm trước bán như vậy là đông lắm. Các bạn thấy không? Tự nhiên cái tình cảm mà ta rơi đi, mình nói điều đó không phải là mình bán dở hay là mình không ngon này, không phải các bạn. Cái tình cảm tự nhiên mà ta rơi đi, cũng giống như ngày xưa cái sự cố xảy ra ở quận 6, cái quán của tôi mà tôi cũng không có một người vô uống chai bia. Các bạn có điều đó thấy không, một không có một người uống chai bia, trời ơi khủng hoảng luôn các bạn. Chưa từng thấy bao giờ mà ủa thương tự nhiên nguyên cái quán lớn vậy không có người uống chai bia, trời ơi. Các bạn ơi, khó lắm các bạn ơi, khó lắm các bạn. Thôi thì bây giờ sự cố xảy ra như vậy rồi, bây giờ chúng ta đã mất được cái lòng tin của khán giả rồi, mất rồi, khó lấy lại, khó lấy lại, một thời gian lâu lắm là mình mới lấy được. Nhưng cũng mong rằng những cơ quan chức năng, những người lãnh đạo, thôi thì lỡ rồi cũng nên thanh tình để cho nó đẹp đẽ ở cái giới nghệ sĩ này, nó đẹp đẽ hơn các bạn. Ai không phải loại ra đi, thôi đi về đi ông nội, đừng làm nữa, đừng làm nghề nữa, mình biêu xấu làm chi, để rồi ảnh hưởng cả ngàn nghệ sĩ khác không có tiền để sinh sống đó mà. Đó là tôi nói bằng sự thật, không phải ai cũng như tôi đâu, có người người ta cũng giàu vậy, người ta có tiền vậy, nhưng có những nghệ sĩ không làm ra tiền thì sao các bạn, khổ chứ. Người ta sống mà nói như tôi hiện tại sống cũng kiếm ngày mấy trăm nè, nó trong trời vào đây nè, khó không, khó chứ không khó. Trời ơi, tôi năn nỉ con, rồi con ơi giúp ba đi, 1 tháng 10 triệu cho ba trả tiền nhà đi, rồi còn như ba bán được ba trả tiền đi trước cho em đi học rồi kìa. Các bạn thấy không, bằng sự thật, bằng nỗi niềm chứ không phải nói đùa. Cho nên thôi, sự việc nó lỡ đây các bạn, trong đời người mình, kể cả Hoài Linh cũng không, tôi nghĩ rằng Hoài Linh đã công hiến như vậy thì Hoài Linh cũng không biết rằng sự việc nó xảy ra như vậy hay không, hay là mình có cố ý hay không. Thôi cái chuyện nó cũng về linh tính, nhưng mà mất thì đã mất rồi đó. Về Linh cố gắng khắc phục những cái gì mình chưa đúng, làm lại cho mọi người vui lòng, và để những anh em khác có được cuộc sống của giới nghệ sĩ này, điều đó là chính nghĩa nhất các bạn. Tôi mong rằng câu chuyện tôi nói hôm nay các bạn sẽ hiểu được tâm tư nguyện vọng của nghệ sĩ. Rồi nói chung vậy chứ, nói thiệt với bạn, mặc dù ông nói tiếng nào trên mạng, trên xã hội, trên gì hết, nhưng cũng có đi theo dõi các bạn từng ngày, từng giờ, từng phút, giờ thấy cũng loái cái tim lên là ý, người ta nói đụng đến nghệ sĩ rồi, người ta nói đụng đến gia đình mình, đến con cái mình rồi. Không hiểu con mình có hiểu điều đó không các bạn, đau lòng lắm các bạn. Tôi nói ít vậy thôi, các bạn hiểu rằng trong người tôi, trong cuộc sống gia đình tôi, gia đình của nghệ sĩ này có những nỗi niềm không thể nói ra các bạn. Vì sao? Vì cuộc sống hiện tại tôi không làm được tiền, và cuộc sống hiện tại tôi khó khăn. Tôi nói ra con tôi nó không ok đó các bạn. Khi nào tôi có tiền,
thật nhiều. Tôi nói ra con tôi nói dạ ba dạ. Còn giờ thì lời nói gì cũng khó các bạn. Con nó không ok đâu. Nó chạy theo những ánh hào quang. Thì con cứ chạy đi, khi nào con hỏi lỗi được con tìm về ba vậy thôi. Thưa các bạn, tôi muốn nói các bạn là hôm nay được gì và mất gì ở nghệ sĩ. Được thì chẳng được gì đâu bạn. Được là được cái tình cảm của khán giả từ đó giờ thương mình, nãy giờ nó đổ hết rồi. Bây giờ còn được gì nữa đâu. Có chăng là có những người hiểu được mình, thương mình, hiểu được nghệ sĩ nhiều lắm thì ghé lại ủng hộ mình tí vậy thôi. Chứ còn sự thật cái tình cảm mà thương dạt dào như hồi đó chắc cũng khó đó bạn. Hồi đó mà tôi nói tiếng nghệ sĩ tự động cũng cả thương rồi bạn ơi, ủng hộ lắm. Ví dụ tôi nhờ nói cái điều đơn giản là cảm thương mình không nè, được cái gì? Được tình cảm vú vào bến luôn. Nó chạy xe nó quẹt tôi té tôi ngã xuống rồi nó đứng lên nó chửi tôi. Rồi tôi cũng không nói tiếng nào hết, rồi tự động ở ngoài khán giả thấy vậy, người ta nhào qua cái đồ đánh nó. Rồi thấy là nó lên xe nó chạy các bạn. Vậy là chứng tỏ khi nói đến nghệ sĩ tự nhiên automatic là người ta thương mình. Nó ngộ vậy đó các bạn. Cái tình cảm đó. Rồi các bạn nỡ nói là cũng có nuôi không? Trời ơi, bây giờ các bạn có nhà, có xe, có địa vị. Rồi các bạn nói là không ai nuôi mình, tự động mình làm cực khổ. Các bạn ơi, cái nghề là phải vậy. Cái nghề này cũng như bao nhiêu người khác thôi. Ví dụ bác sĩ thì cũng học bao nhiêu năm, cầm cây kim như thế nào mới chích được. Đúng không? Thì mình cũng vậy. Mình phải tu luyện rồi, mình phải tập vợt rồi, mình mới có tiểu phẩm rồi, mình mới có kịch bản, mình mới diễn cho công chúng. Thì đó cũng là cái nghề. Và mình có hơn người ta cái gì? Mặt nổi về tài năng mình và phải chấp nhận được là phải thương mến mình thế thôi. Chứ mình chẳng làm gì đâu các bạn. Tôi nói các bạn để các bạn thấy rằng Duy Phương nói có sai không? Có đúng không? Cũng có thể một số em út, một số khán giả nào nói rằng cha này giờ xạo, cha này giờ khổ qua lên nói đi mình. Ủa khổ nói gì không được rồi bạn. Đâu có xin ai đâu. Khổ nói khổ, mà sướng nói sướng. Nghèo nói nghèo, giàu nói giàu, đâu có xin ai đồng nào đâu. Chưa đến đâu xin mà, khi nào khổ thật sự, khi nào đi ăn mài, khi nào không có nữa xin. Lúc đó mới tỉnh, còn giờ chưa xin ai hết. Tự động người ta cho không rồi các bạn. Thấy không? Các bạn nhớ tôi nói điều đó. Tôi thậm chí các bạn nha. Trời ơi, cái này tôi không hiểu các bạn. Cái thời đại công nghệ này sao tôi không biết. Mà nói lên nói the này the kia rồi nó chửi mình. Nói điều đúng đắn sao chửi người ta được. Nó là phan cuồng chứ đâu đấy là phan khùng. Trời ơi, phải nhận định người ta nói đúng hay nói sai. Và người ta nói cái đó phải không chứ không. Người ta nói gì rồi lên chửi người ta, cha này xạo cha này. Ủa ai ăn nói kỳ vậy? Mà giờ thông tin truyền thông nó có văn bản rồi. Ai chửi người, ai nói không đúng, ai làm bậy chịu trách nhiệm pháp luật. Ủa đất nước ta có những chính sách, có những cái nghị quyết đàng hoàng chứ đâu phải hỗn loạn các bạn. Trời ơi, đâu. Ủa, thôi thì hôm nay tôi được chia sẻ với các bạn, chia sẻ bằng cả tấm lòng và từ trái tim tôi. Tôi nói ra để các bạn hiểu về ông Duy Phương này tí xíu. Cũng lớn tuổi rồi các bạn, sống chết đối với tôi hiện tại cũng không màng gì hết các bạn. Tôi sống đến sáu mấy gần 70 tuổi, ok được rồi. Còn nói để thấy rằng lý lẽ lời của một nghệ sĩ, nói với chân tình, nói với cái suy nghĩ của mình, chứ không có nịnh bợ ai hết. Và cũng không cần phải các bạn nói cho các bạn mời tôi đi diễn hay mời tôi trở lại làm, không cần đâu các bạn. Các bạn loại tôi ra khỏi dòng chuyến rồi, để các bạn tân bốc những cái cho rằng hot hiện tại, các bạn cứ làm đi. Rồi đến khi một thời gian nào đó, khi nó trong sạch trở lại, các bạn mới tự động tìm tới. Không nói với anh Duy Phương, mời anh Duy Phương lại để nói lên cái gì đó, để theo dõi một cái chương trình gì đó và để nhận định cái gì đó, thì lúc đó nó đẹp hơn các bạn. Còn bây giờ nó phức tạp quá. Có mời tôi cũng chẳng làm được các bạn. Đói chịu, nghèo khổ chịu, không có là xin, vậy thôi. Đi xin, xin lỗi quý vị nha. Chứ ông Duy Phương mà đi bước ra cái nhà bên kế bên xin cái người ta cho liền. Thiệt tình vậy các bạn. Mà đã rồi, đã có rồi. Anh ơi, chị ơi, cho em cái này. Ừ, lấy đi. Nghệ sĩ là như thế các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe cái video của mình chia sẻ và đồng thời mọi người cập nhật được những thông tin bổ ích. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người ủng hộ kênh Phương Văn Official và kênh Nhỏ To Tâm Sự. Xin đa tạ quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.